xin chào bạn. Chào mừng bạn đối với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu túi sách kiểu lưới rất là lạ mắt, rất là cưng. Thì mẫu túi này mình phối là bằng sợi dây đeo chéo, có kích thước rộng là 30cm, chiều cao là 36cm. Thì chiếc túi này đựng khá nhiều đồ, các bạn có thể dùng là đi chơi, đi du lịch, đi biển, hoặc là các bạn sinh viên học sinh á, bỏ những cuốn tập giáo án vào chiếc túi này mình đi học rất là đẹp đó các bạn. Rồi thì để hoàn thành cái mẫu túi này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là sợi dịch trơn 2mm đó. Một chiếc túi này các bạn sẽ chuẩn bị khoảng 2 cuộn sợi, mình móc cỡ chừng 1,5 cuộn thôi, khoảng 200g sợi là đủ các bạn nha. Kim móc mình hướng dẫn hôm nay đó là kim SKC đầu 350mm. Thì cỡ sợi 2mm các bạn chọn kim móc to hơn chút xíu để chiếc túi của mình nó được mềm mại nha. Chuẩn bị thêm cho mình một chiếc kim khâu len và một chiếc kim đánh dấu nữa là chúng ta có thể hoàn thành được chiếc túi đẹp này rồi. Thì toàn bộ những nguyên liệu dụng cụ kim móc, kim trang đều có bán ở shop và đều để cái link dưới bài mô tả. Các bạn kích vào cái link ở dưới bài mô tả của Shopee để các bạn chọn mua những mã màu len này. Mình học móc cái mẫu túi cưng cưng này nha. Mã này là mã sợi dệt màu bé sữa các bạn nha. Rồi chúng ta cùng vào phần bài học thôi nào. Đầu tiên các bạn lấy len tạo cho mình một nút thắt và móc lên mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn sẽ móc tổng cho mình là 129 mũi móc xích nha. Bắt đầu chúng ta móc lên cái phần thành túi các bạn nha. Bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi đơn, chân thứ ba một mũi đơn, rồi các bạn liên tiếp cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn, móc đến chân thứ bảy nha. 3 4 5 6 7 xong 7 chân móc rồi, chúng ta sẽ móc thêm một chân móc mũi đơn này nữa là 8 chân móc, nhưng mà mình chỉ tính là 7 chân móc thôi nha. Còn cái chân thứ 8 này là cái chân để chúng ta lên xích nè. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi các bạn sẽ cắt ra 8 chân móc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chân thứ 8 đây, các bạn sẽ móc vào đây một mũi đơn. Cắt ra là 8 chân móc, nhưng mà cái khoảng cách giữa hai cái mũi đơn để chúng ta tạo mũi xích này nó chỉ có là 7 chân móc thôi nha. 2, 4, 6, 7 đó. Khoảng cách giữa hai mũi đơn này cho một đoạn xích này là 7 chân móc, cho nên mình ký hiệu là cách 7 nha. Rồi bắt đầu chúng ta cũng làm lại tiếp theo 8 mũi móc xích nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi mình cũng đếm tới chân móc xích thứ 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Trong móc xích thứ 8 đây là mình sẽ móc một mũi đơn vào đây. Trong móc xích thứ 8 nhưng mà là cách 7 chân móc các bạn nha. Rồi các bạn sẽ làm lại tương tự hai cái cụm mũi xích như vậy nữa, cho mình thêm 4 cụm nữa là chúng ta có tổng là 6 cụm nha. À, các bạn sẽ tạo tiếp theo 8 xích và móc một mũi đơn, 8 xích và cách 7 chân móc, móc một mũi đơn cứ như vậy nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi móc tiếp một mũi đơn vào đây. Các bạn sẽ làm tiếp 3 cụm như vậy nữa các bạn nha. Rồi mình sẽ có một cụm nè, 2 nè, 3 4 5 6, tổng là 6 cụm các bạn nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc tiếp lên mũi đơn.
Các bạn sẽ móc tổng cho mình là 16 mũi đơn nha. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn, 4 đơn. Rồi, móc tổng cho mình 16 mũi đơn liên tiếp nhau nha. Xong 16 mũi đơn, cái phần này là phần đáy túi đó các bạn. Rồi bắt đầu chúng ta lại tạo lên phần thành túi tiếp bằng công thức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta cũng đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đâm một mũi đơn vào cái chân thứ 8 này, là chúng ta vẫn cách 7 mũi móc xích ha. 2, 4, 6, 7. Khoảng cách giữa hai mũi đơn là 7 mũi móc xích nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Tiếp tục đâm vào chân thứ 8 này. Rồi các bạn sẽ thực hiện liên tiếp cho mình thêm 4 cụm nữa, là chúng ta có 6 cụm mũi xích như vậy nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi 6 cụm liên tiếp như vậy các bạn nha. Và mình chốt một mũi đơn vào chân này, thì cái cụm mà hai mũi đơn ở hai góc này là cố định nha. Rồi còn lại 7 chân móc thì các bạn sẽ móc liên tiếp 7 mũi đơn, nó tương tự như góc bên này đó các bạn. Đây, lúc tương tự đầu tiên mình cũng tạo lên 7 mũi đơn và móc thêm một mũi đơn ở mũi thứ 8 này để mình tạo lên cái phần xích. Thì hai cái góc mũi đơn này là cố định, mình không có tính nha, chỉ tính là 7 mũi đơn lúc khởi tạo. Và đối xứng như bên này là 7 mũi đơn mình kết hàng. Đó, các bạn sẽ lưu ý như vậy nha. Xong rồi, chúng ta sẽ móc 7 mũi đơn vào đây. 1, 2, 7 mũi đơn các bạn. Bắt đầu lên hàng thứ hai, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, quay phần lên lại như thế này. Đây. Rồi ở đây có hai mép len này, các bạn hình dung thấy hai mép len nha. Thì chúng ta sẽ móc cái mép ở bên ngoài, còn cái mép bên trong là cái phần kim móc quay vô trong thì chúng ta không móc nha các bạn. Đó, chúng ta cứ móc một mép bên ngoài như vậy, 7 mũi đơn liên tiếp và 7 chân móc. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, cái phần này là cố định 7 mũi đơn nha các bạn. Luôn luôn khúc đầu và khúc cuối luôn luôn cố định là 7 mũi đơn. Rồi, cái mũi đơn mà chúng ta lên xích đây nè, đó là mũi đơn thứ 8. Đó, là 8 mũi đơn liên tiếp nhau nha. Rồi các bạn sẽ lưu ý cho mình là khúc đầu và khúc cuối như vậy. Đó, các bạn sẽ nhớ là 7 mũi đơn liên tiếp và một mũi đơn rồi chúng ta lên xích là 8 mũi đơn ở hai đầu giống nhau như vậy ha. Rồi chúng ta cùng lên 1 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn sẽ móc vào đây, móc vào cái mũi đơn ở khúc dưới này các bạn. Đó, các bạn sẽ móc đúng vào cái vị trí này cho mình ha. Vào hai sợi len luôn. Móc vào đây một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ thực hiện tiếp cho mình 5 cụm còn lại nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đây, tới cụm này chúng ta cũng móc vào đây một mũi đơn. Đó. Khi cái túi của mình nó đứng thẳng lên này nó sẽ như vậy. Mình đang móc theo kiểu hàng ngang á, rồi lúc mình thiết kế cái túi là nó sẽ đứng thẳng lên như vậy ha các bạn. Rồi các bạn sẽ móc tiếp 4 cụm như vậy cho mình nữa nha. Xong 6 cụm liên tiếp rồi thì đến cái đoạn mà 16 mũi đơn nè các bạn. Thì các bạn sẽ móc tiếp cho mình là 1 mét thôi nha. Luôn luôn ở đây nó kết cấu 2 mũi len nè.
tất cả các hàng mũi đơn các bạn đều móc một mép len thôi các bạn nha. Đây, móc liên tiếp cho mình là 16 mũi đơn ở 16 trong móc. Móc mũi nửa kép, mũi một mép như vậy đó các bạn. Là lát nữa nó sẽ tạo một cái đường gân nổi nổi ở cái phần túi rất là đẹp. Rồi các bạn sẽ móc tiếp theo như vậy cho mình đến hết cái hàng mũi đơn này nha, cũng là luôn luôn chừa một mép gân như vậy. Rồi mình móc một len là luôn luôn cái mép còn lại nó sẽ cộm lên như vậy ha. Rồi bắt đầu chúng ta móc tiếp, chia cụm mũi xích nha. 1 2 3 4 5 6 7 8, mình cũng đâm kim vào trong móc của mũi đơn này. Ở hàng thứ hai trở đi là nó sẽ cách 8 trong móc các bạn nha. Đó, tại vì ở đây nó có mũi đơn và góc cuối này nó có mũi đơn này đó, cho nên là nó tăng thêm. Mà các bạn cứ đâm kim vào tại cái chân mũi đơn của cái cụm dưới là được. À, nhưng mình ký hiệu là cách 8 nha. Chỉ có cái hàng đầu tiên là cách 7, còn hàng thứ hai trở đi là chúng ta cách 8. Rồi bắt đầu các bạn sẽ móc tiếp. 2 3 4 5 6 7 8. Rồi mình sẽ móc tiếp tương tự cho 4 cụm còn lại nữa nha các bạn. Rồi, xong 6 cụm rồi các bạn ha. Bắt đầu còn lại 7 chân móc này, các bạn cũng lưu ý là móc cho mình mũi BLO, tức là 1 mét thôi các bạn nha. Luôn luôn ở 3 cụm mũi đơn là các bạn đều phải móc mũi BLO hết cho mình như vậy nha. Các bạn biết vì sao mình phải móc mũi 1 mét như vậy không? Tại vì khi mình sử dụng cái túi á, nó sẽ có cái độ dúm dúm và cái độ co giãn ở cái phần mình móc một mép này rất là đẹp nè. Đó, nó sẽ hiện ra một mép như vậy nha. Đây là cái thành phẩm mà mình móc một mép nè. Đó, các bạn sẽ thấy nè, nó sẽ nổi gân ở cái hàng mà mình chừa một mép á, và mình sẽ kéo chiếc túi nó có sẽ có độ co giãn tối đa như vậy nè các bạn đó. Cho nên là các bạn luôn luôn phải móc ở cái phần mũi đơn này một mép lên cho mình hết như vậy nha các bạn. Rồi mình đã hoàn thành xong hai hàng. Bây giờ chúng ta lên tới hàng thứ ba. Các bạn cùng móc lên một mũi móc xích và quay phần len lại cho mình. Quay phần len lại. Đây, và chúng ta luôn luôn phải móc một mép bên ngoài. Các bạn sẽ lưu ý như vậy ha. Mép bên ngoài là mép đây này các bạn. Cái mép mà chúng ta quay cái mũi kim nó ra hướng bên này. Còn cái mép bên trong là cái mép mà mũi kim này nó xoay quay vào trong lòng ngực đó các bạn nha. Rồi thì luôn luôn móc ở mép bên ngoài là cái mép này đó. Các bạn cứ móc tiếp như vậy cho mình ha. 1 đơn 2 đơn 3 đơn 4 5 6 7 đó, cố định 7 chân móc như vậy nha. Đây, đây là chân thứ 8 để chúng ta lên 10 móc xích. 8. Rồi các bạn sẽ móc cho mình 8 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, hàng thứ 3 các bạn sẽ móc tương tự như hàng thứ 2 vậy, là các cái đoạn mà cụm mũi đơn á, các bạn đều móc mũi nửa mép hết nha. Và cái góc 16 mũi đơn này các bạn cũng móc mũi nửa mép và cắt ra 6 cụm xích ở mép này và 6 cụm xích ở mép bên này để chúng ta tạo thành chiếc túi đó các bạn. Khi mình gập đôi lại thì là nó đã tạo hình chiếc túi rồi. Thì các bạn sẽ móc từ hàng 3 đến hàng thứ 51 đều chung một công thức tương tự như hàng thứ 2 vậy nha. Rồi chúng ta sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn móc xong đến hàng thứ 51 nha. Rồi mình đã móc xong đến hàng thứ 51 thì nó sẽ có một dải dài như vậy đó các bạn. Đó, một dải dài như vậy nè. Thì mình sẽ gặp đôi lại nha, gặp đôi cái miếng này lại. Đó, là nó thành hình chiếc túi đó các bạn. Khi gặp đôi lại thì các bạn sẽ căng vào chiếc túi cho thật là rộng tối đa ra.
Rồi chúng ta sẽ đo cái thành phẩm để mình xem coi kích thước nó là bao nhiêu cm nha. Đây, bề rộng của túi là 30cm nè. Rồi mình căng tối đa cái phần chiều dài ra để xem chiếc túi của mình nó đạt bao nhiêu. Đây, 36cm các bạn. Đó là mình có kích thước là 30 x 36cm nha. Đó, khi mình gặp chiếc túi lại là nó sẽ như vậy. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ khâu ráp hai cái miếng này lại với nhau để nó thành chiếc túi nha. Rồi, cái sợi mà chúng ta mới móc xong á, các bạn đừng có cắt lên, mà chúng ta sẽ bắt đầu móc tiếp theo vào đây. Khi khâu ráp hai miếng lại với nhau thì các bạn sẽ khâu một mép bên ngoài thôi nha. Ở đây có kết cấu là hai sợi len nè, các bạn để ý thấy hai sợi len nè, thì mình chỉ lấy cái mép bên ngoài này thôi. Rồi chúng ta sẽ cho cái sợi len mình móc lúc nãy đó, các bạn sẽ ngoắc qua. Đó là chân đầu tiên chúng ta đã móc xong. Qua chân thứ hai các bạn cũng lấy một mép len thôi nha, một mép len này và một mép len bên này. Các bạn nhớ là phải móc đều tay nha. Đấy, móc qua cho mình một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ thực hiện liên tiếp là 8 mũi đơn ở 8 trong móc. Mỗi trong móc các bạn chỉ lấy một mép như vậy đó. Móc cho mình 8 mũi đơn liên tiếp nhau. Rồi, nhớ là chân bên nào thì các bạn sẽ khớp với chân bên kia để không có bị sót mũi các bạn nha. Đó, 8 trong móc liên tiếp nhau. Rồi, 8 mũi đơn liên tiếp nhau. Rồi tới cái đoạn móc xích này nè, các bạn sẽ móc cho mình 8 xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta cũng móc một mép tiếp. Đây, cái phần mà mình móc mũi đơn này nè, các bạn sẽ móc một mép mũi đơn bên này và một mép ở phía bên này nữa. Đó, các bạn sẽ lấy một mép như vậy thôi, móc lên một mũi đơn cho mình luôn. Rồi là mình đã nối hai mí lại thành công với nhau rồi đó các bạn. Đó, bắt đầu chúng ta móc tiếp 8 mũi xích nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và hai cái mũi đơn ở hai góc này nè, chúng ta sẽ móc tiếp lại với nhau. Một mép bên này và một mép bên này, móc lại một mũi đơn. Đó, các bạn sẽ móc tiếp tục như vậy cho mình ở bốn cụm móc xích như vậy nữa nha. Đến cái mí cuối này thì các bạn cũng móc tiếp theo cho mình là 8 mũi đơn. Nó cũng ở một mép như vậy cả ha. Một mép bên này và một mép bên này. Đó, 8 mũi đơn liên tiếp nhau như vậy luôn. Trong cuối cùng này, với cái mí cuối cùng này, các bạn cũng móc chặt lại. Xong 8 mũi đơn rồi, siết chặt và mình sẽ móc lên một mũi móc xích nữa, siết chặt và cắt len. Chúng ta dùng kim khâu len để giấu cái đoạn mối nối này đi vào bên trong túi luôn nha. Mí bên này thì chúng ta tạo một nút thắt rồi mình bắt đầu mình mới ráp đưa cái sợi len vào. Đây, thì hai mí nó cũng hiện ra sẵn như vậy rồi, thì chúng ta cũng lấy một mép len thôi. Bên này chúng ta cũng lấy một mép len nha. Rồi siết chặt lại và mình sẽ móc tương tự như mép bên kia, cũng một mép len bên này và một mép len bên kia như vậy đó ha.
đoạn cuối này thì các bạn giấu lên cho chặt chặt chút xíu nha các bạn, để nó khỏi bị bung. Rồi, khi mình khâu ráp hai mí lại xong như vậy rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ lộn lại. Đó, cái phần khâu này nó ở bên trong túi nha. À, chúng ta sẽ cho cái thành phẩm nó ra bên ngoài như vậy là chúng ta sẽ được cái mặt phải ha. Mặt phải ở phía bên ngoài này là mình đã xong cái phần túi nè. Đây là cái phần đáy. Đó, các bạn sẽ căng cho nó tối đa ra nha các bạn. Xong rồi chúng ta sẽ canh để mọc phần quai đeo của túi nha. Các bạn sẽ canh ở đây là 6 xích cho mình. Đây, 2, 4, 6 xích, 6 xích tương ứng lên đây. Thì các bạn sẽ ghim vào đây cho mình 6 chân móc. Đó, nó sẽ tương ứng như phía bên này và phía bên kia, các bạn sẽ ghim cố định như vậy rồi chúng ta mới móc lên phần quai nó mới đúng công thức nha. Và đến phần bên này cũng vậy, các bạn cũng ghim cho mình 6 2 4 6, mà 6 chân này là nó phải đều với nhau các bạn nha. Các bạn phải canh này 2 4 6. Rồi 6 chân này mình mới chia ra cái phần túi là nó phải đều, là phải nằm ở giữa như vậy thì chúng ta mới có thể là móc cái phần quai nó cân được nha. Rồi các bạn cũng ghim cố định lại rồi, mình bắt đầu mình sẽ lên quai nè. Đây, cố định hai cái đầu đó như vậy cho mình nha. Tại cái chân móc này các bạn sẽ đưa cái sợi len vào và móc lên cho mình mũi móc xích. Cái sợi len này các bạn nhớ là các bạn phải cột chặt lại nha, để khi mình móc lên xích là nó không có bị tuột. Cột chặt lại một vòng, cột chặt lại hai vòng, rồi mình sẽ dùng kim khâu len để mình giấu cái sợi chỉ ngắn này đi. Rồi siết chặt lại như vậy các bạn nha. Bắt đầu mình sẽ móc lên mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6. Các bạn sẽ móc tổng cho mình là 153 mũi móc xích nha. Thì tương ứng với cái sợi dây này nó sẽ có chiều dài là 1 mét. Nếu các bạn nào mà cao khoảng tầm 1m7 thì chúng ta sẽ móc tăng thêm 10 mũi xích nữa cho sợi dây nó dài khoảng 1m1. Còn sợi dây này là cỡ 1 mét các bạn ha. Rồi thì khi mình móc xong 153 mũi móc xích rồi, các bạn sẽ quay cái phần đầu ghim này lại nè. Là chúng ta sẽ móc vào cái phần đầu ghim này. Thì các bạn móc ở cái chân bên này thì cái quai này nó sẽ nằm ở cái phần bên này. Đó, thì các bạn sẽ quay lại và móc tại cái phần đầu ghim này cho mình nha. Tại cái chân này các bạn sẽ móc vào đây cho mình là một mũi đơn nè. Xong một mũi đơn rồi, nếu các bạn muốn cái sợi dây này nó chắc á thì các bạn sẽ siết chặt nó lại như thế này. Đó, siết chặt lại rồi các bạn móc lên 8 mũi móc xích nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Xong rồi, chúng ta sẽ quay phần len này lại để mình móc vào cái phần sợi xích này, cách cho mình 8 chân nha. 2 4 6 8. Rồi, chúng ta sẽ móc tiếp vào cái sợi dây này. Móc tiếp vào cái sợi dây này tương tự như mình móc ở cái phần bên túi đó các bạn, cứ 8 xích mình lại móc một mũi đơn vào, 8 xích mình lại móc một mũi đơn vào đó các bạn nha. 2 4 6 8. Rồi, cái chân thứ 8 là cái chân này. Đó, các bạn cứ móc tiếp tục như vậy cho mình nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta lại cách 8 chân móc nữa. 2, 4, 6, 8. Rồi mình đâm kim vào cái chân này. Rồi các bạn sẽ móc tiếp cho mình thêm 4 cụm như vậy nữa nha. 1 cụm, 2, 3, 4, 5, 6. Xong 6 cụm rồi thì các bạn sẽ móc tiếp cho mình là 57 mũi móc đơn ở 57 chân móc nha. Đó, các bạn sẽ móc liên tiếp như vậy cho mình 57 mũi đơn. Rồi mình sẽ dừng lại, bắt đầu chúng ta chia 6 cụm mũi xích như vậy nữa nha. Xong 57 mũi móc đơn rồi thì các bạn sẽ chia tiếp một cụm là 6 cụm xích tương tự giống như cái phần quai bên này nữa các bạn nha. Chúng ta cùng móc lên là 1 2 3 4 5 6 7 8, cách 8 chân móc. 2 4 6 8.
cách 8 mũi như vậy nha các bạn. Rồi các bạn sẽ thực hiện thêm 5 cụm tương tự như vậy cho mình nữa nha. Rồi mình đã móc xong đến cụm thứ 6 rồi, thì chúng ta sẽ kết cái cụm thứ 6 này vào cái chân móc thứ 2. Đây là chân thứ nhất lúc nãy mình bắt đầu vào cái sợi xích đó các bạn. Thì bắt đầu chân thứ 2 là cái chân nó nằm đây, nằm kế cái chân mà chúng ta móc mũi xích đầu tiên lên nha các bạn nha. Móc vào đây một mũi đơn, đó, xích chặt lại là mình đã có hai chân móc với hai cụm liên tiếp nhau như vậy nha. Rồi bắt đầu để lên cụm thứ 3 thì các bạn sẽ qua cho mình một chân móc, đây là chân bên này, qua cho mình một chân móc đây, xích chặt lại và bắt đầu chúng ta lên 8 xích. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi chúng ta sẽ quay cái phần len lại đây, quay cái phần len lại là tương đương với mình quay cái phần túi đó luôn các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu móc mũi đơn vào cái chân móc mũi đơn này đây các bạn. Đây chúng ta móc vào một mũi đơn đó, mình sẽ lặp lại tương tự giống như mình móc ở phần thân túi đó các bạn, mà chỉ việc là chia đó, các bạn sẽ chia mỗi chân móc như vậy thôi nên nó cho đều ra như vậy đó các bạn ha. Rồi các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình nữa nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Chúng ta cũng móc tiếp một mũi đơn vào cái cụm này đó, các bạn móc tương tự giống như là cái phần thân vậy thôi. Thì chúng ta cũng chia 6 cụm nè, chia 6 cụm mũi xích. Rồi qua tới cái đoạn mũi đơn này nè thì các bạn cũng móc nửa mét cho mình nha, móc mũi BLO nửa mét thôi các bạn nha. Rồi bắt đầu tới hạ xuống bên này, hạ xuống bên này thì các bạn sẽ câu tiếp vào cái chân này. Đây là cái chân mũi đơn ha, thì các bạn sẽ cách ra một chân móc, các bạn sẽ câu tiếp vào cái chân này nữa. Rồi xong rồi mình sẽ bắt đầu dời qua một chân móc, các bạn sẽ lên tiếp một cụm 6 xích như vậy nữa ha. Thì các bạn sẽ vòng qua vòng lại như vậy cho mình thêm 6 cụm đó. Đặt đây mình đã móc được một cụm rồi nè, thì các bạn sẽ móc thêm 5 cụm nữa cho cái chân móc nó nằm ở vị trí mà chúng ta đánh ghim này, là mình sẽ đủ cái sợi quai nha. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn móc hoàn thành xong cái sợi quai này nè các bạn nha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng và dây xích thứ 6 nha. Thì các bạn sẽ ướm thử cái phần mà dây quai bên này, các bạn sẽ ướm cho nó bằng với dây quai bên này nha. Lỡ các bạn đâm mũi xích vào có thiếu chân móc nào á, thì bây giờ mình sẽ ướm hai quai này, hai quai này là phải bằng nhau nha các bạn nha. Đó, đây là cái phần đầu tiên và đây là cái chân cuối cùng đây. Chân cuối cùng bên này nó phải bằng với cái chân mà chúng ta ghim dấu nè. Rồi các bạn sẽ tháo cái ghim ra và mình sẽ móc vào tại cái vị trí cuối cùng đó cho mình, là chúng ta có thể kết hàng rồi nha. Đây, tại cái vị trí mà mình đánh ghim ha, móc qua đây cho mình một mũi đơn là chúng ta kết thúc. Rồi các bạn muốn chắc chắn nữa, chúng ta sẽ móc thêm một mũi đơn nữa. Đấy, siết chặt lại và cắt len, dùng kim khâu len
chúng ta khâu cái đoạn chỉ thừa này vào bên trong túi luôn ha các bạn. Rồi khi siết chặt lại là các bạn sẽ cho nó xuống phía dưới này một mối nữa, chắc thật chắc lại nha. Đó, chờ khi mà mình đeo nó đồ nặng á, nó sẽ bị lộ cái đoạn mối nối của mình đó, cho nên là mình phải giấu cho kỹ vào chút xíu nha các bạn. Thêm cho mình khoảng 3-4 mối nữa nha. Đối với cái sợi dệt này khi các bạn cắt á, là các bạn phải dùng quẹt để các bạn bơm vào, các bạn sẽ quẹt lên cho nó cháy để chúng ta đốt á, nó khỏi bị xuồng nha. Đây, đó là mình dạy video thì mình cắt cho các bạn sẽ đốt một chút xíu cho vào đây là nó không có bị xuồng sợi len các bạn nha. Ta-da, rồi mình đã xong thành phẩm rồi đây. Cái đoạn dây đeo của chúng ta nó sẽ có độ giãn theo bề ngang như vậy nha. Đó, các bạn sẽ chỉnh cho nó rộng để chúng ta đeo cho nó thoải mái nè. Rồi, chiếc túi của mình khá là rộng, đựng được rất là nhiều đồ nha các bạn. Sợi dây thì nó cũng tông sẽ tông so với túi. Rồi, thì mình chúc các bạn móc thành công nha. Nếu có thắc mắc gì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất để các bạn hoàn thành cái mẫu túi lưới cưng cưng này nha các bạn. Bye bye các bạn, chúc các bạn móc thành công. See you.